Xin chào tất cả các khán giả của tạp chí Đẹp. Hôm nay thì rất là vui khi có thể quay lại cùng với Đẹp. Bây giờ là 11 giờ, khá là trễ, không có tốt chút nào. Nhưng mà khi thì sẽ cố gắng khắc phục. Chào con chó của mình, Teddy. Hiện tại thì Katie đang rất là thích mùi này của Mora hoặc là của Chanel. Và có một chai của Chopard mà Katie cực kỳ thích. Cái mùi hương mà Katie thiên dùng là sẽ là tươi, floral, không đậm quá nhưng mà nó hơi ngọt một chút xíu. Món ăn mà Katie không ăn được đó là trứng. Tất cả cái gì mà liên quan tới trứng Katie không thích ăn. Không biết tại sao nhưng mà rất là sợ. Như trứng luộc hay là trứng chiên này nọ Katie không ăn được. Nếu mà trong bánh này nọ thì Katie còn vẫn có thể ăn được. Nhưng mà nếu mà thấy nó riêng là không ăn được. Katie cũng không có một câu nói cửa miệng nào nữa. Nhưng mà có thể nói về nhân vật Lý Linh đi. Thì cái câu cửa miệng của cổ là: tôi không cần hoàng tử để trở thành phượng hoàng. Nếu mà là điểm đầu tiên chắc là mắt. Katie rất là thích đôi mắt vì Katie cũng có một đôi mắt rất là long lanh. Nếu mà được hẹn hò với một người nổi tiếng thì Katie sẽ hẹn hò với Spider-Man. Chính xác là Tom Holland. Katie rất là thích anh đó. Katie không biết tại sao Katie thích nữa, nhưng mà có thể là nụ cười của anh nó hơi mom nên là Katie rất là thích. Và Katie rất là mê Marvel, nhưng mà đặc biệt nhất là Spider-Man vì ảnh rất là teen, rất là dễ thương, rất là nhí nhảnh nhảnh. Chắc có thể là bạn thân. Tất cả bạn thân chứ không phải là một người nguyên một hội bạn thân luôn. Katie thường thường sẽ là người nhỏ nhất trong group nên các chị rất là cưng. Nên là khi mà bất cứ lúc nào mà Katie có tin vui thì các chị cũng kiểu: ôi em bé của chị giỏi quá như vậy. Katie rất là thích. Chiều cao. Quá lùng mọi người ạ. Thêm được 1 cm cũng vui, 2 cm cũng vui, miễn là thêm là được. Katie không có tự ti, nhưng mà nếu được thay đổi thì Katie sẽ cố gắng. Thật ra cái chuyện này là cũng là do một phần là ngày xưa Katie không có thích uống sữa và rất là lười ăn, nên là có thể chiều cao của mình nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà bà nội Katie cũng tầm tầm Katie thôi. Nhưng mà nếu mà gọi là buồn hay là tự ti thì không. Rất là tự hào vì những người lùn như mình có thể làm được những điều cao hơn. Không ngủ quên trên chiến thắng. Katie nghĩ không chỉ riêng ba Katie dạy Katie đâu. Kể cả các chị, các cô, các chú, các anh chị làm việc ở Katie đều luôn luôn nhắc nhở Katie. Đó là cái cách duy nhất để bạn có thể luôn luôn tìm tòi những cái mới và luôn luôn cố gắng hơn trong những thử thách tiếp theo trong cuộc sống của mình. Thì rất là vui khi mọi người đã ngồi và coi video này. Cảm ơn mọi người.